chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay mình có được một cái chai bưởi hàng hiếm cả nhà ơi. Bưởi tên là Lựng Văn, trái màu đỏ rất đẹp và nó rất là thơm luôn. Hôm nay mình sẽ review cái trái bưởi này cho cả nhà cùng xem ha. Bưởi này chưa có được phổ biến bên này nhiều ha. Đây là Lựng Văn, bưởi tiến vua đó. Ủa, Lựng Văn là tiến vua hả? Tiến vua thực sự á, tiến vua là tên gọi chung mấy các loại đỏ ở Việt Nam gọi là tiến vua. Yeah. Thằng này thì xuất xứ là của loại này, loại của Lựng Văn. Yeah. Nó còn có thêm hai vùng khác nữa. Giống á, thì nói chung là thằng này nó được mới có đỏ khoảng cỡ 80% thôi. Chứ đáng lý lên nó sẽ đỏ dữ lắm. Nó còn vàng ở đây ha. Ừ. Yeah. Trái cũng em thử nè. Công nhận cái mùi nó thơm ghê luôn á. Nó có cái mùi thơm ngộ á. Thơm quá chừng thơm luôn á. Thằng này ăn nó thì anh nghĩ chưa có chắc là sẽ ngon bằng da xanh. Dạ. Với bưởi khác, nhưng mà nó đặc trưng lắm, đúng không? Nó đặc trưng, thứ nhất là màu để cho ngày Tết, thứ hai nữa là cái mùi của nó rất là thơm. Cái mùi nó lạ, với lại Tết mà có trái bưởi nó đỏ cái gì đó, mình chưng lên bàn thờ á, mình thấy nó đẹp, mình nó vui nữa. Giờ cắt thử đi ha. Cắt thử cho nó ngon, lấy cái tâm nhầm. Cái cây luôn rồi, cây. Cây nào cắt kiểu nào? Cái này em không cắt kiểu kia được. Dạ. Tại vì cái những cái nào á, những cái nào mà cái này nè. Cái này mình lột vỏ phải không? Ừ, cái này phải lột vỏ. Những cái này mà nó chắc á thì em lột nó cái kiểu kia nó sẽ ấy hơn. Cái này nó mềm quá. Nó mềm quá đó, em cắt cái kiểu ngang kia không được. Cái kiểu kia á mình chỉ có thể làm bưởi ổi được nè. Bưởi ổi, bưởi thanh trà. Bưởi ruby. Yeah. Nói chung cái thằng nào mà cái thịt nó cứng á, nó cứng, cái này nó mềm. Mà nó thơm quá hả? Ừ, thơm dễ sợ lắm. Thơm nồng nàn luôn á. Ừ. Đi đường này. Cái ấy của nó đỏ dữ lắm. Dạ. Yeah. Cái cơm của nó đó. Dạ, yeah, cái cơm nó đỏ. Ừ, cái tôm của nó đỏ. Mùi thơm ha. Thơm dễ sợ luôn á. Thơm, cái này hay là chân Tết là thực sự ở Việt Nam mình bắt người ta bán cái này cũng chỉ là để bàn thờ thôi. Cùi dày mà cùi nó mềm. Dày sẽ so sánh so sánh chút xíu. Cắt thằng da xanh đi ha. Dạ, cắt luôn mấy ngày để em so sánh đi. Em so sánh là thằng này nó dày sao? Dạ. Dày mà nó mềm. Da xanh bên đây nó bị vàng chân mất anh ha. Thực sự ra đó nếu mà chăm thì nó vẫn giữ được màu xanh á. Nhưng mà nếu mà mình cứ để mà nó ra nắng á, thằng này nè. Nếu như mà giấu được cái nắng á thì nó cũng vẫn được giữ được màu xanh. Nó có nắng nó bị vàng. Ừ, nó nắng với nó ra ngoài nắng rồi nó dễ bị vàng lắm. Nếu cái cây nó to đó. Dạ. Cái trồng nó để ở trong cái thân á, cái thân nó vẫn còn xanh được. Ừ, nó vẫn còn xanh được. Nó không có xanh giống như cái trái mà mình mua ở Việt Nam. Dạ. Nhưng mà nói chung là giữ được màu chứ không phải là không. Những trái này cũng tương đối là trái này là có màu. Dạ, có màu rồi. Tại có nhiều trái ở đây á, nhiều trái ở đây là màu nó không có lên hường được luôn. Mấy cái trái mà dạ bị xanh rồi á. Mình so sánh rõ ràng ha. Thằng này nó như là thằng này cái cùi gấp đôi. Dạ. Ha. Nó dày dữ sao. Thằng này dày lắm, dày mà nó mềm, thằng này nó còn cứng. Dạ, nó mềm phải không? Dạ. Bên này là anh biết là ít có người có mà được như vậy lắm. Dạ. Cái trái Lựng Văn lắm. Chưa thấy. Tại vì người ta lấy giống bưởi lấy từ ở trong miền Nam đi thì nhiều, chứ còn mùa miền Bắc thì chưa có. Cái giống là giống ở ngoài miền Bắc. Cái này là hàng hiếm nè. Bên ngoài đó thì thường bên ngoài nó phải có hộp. Có hộp. Thằng bưởi ổi á là cái màu cơm của nó không có hộp. Bưởi á anh vẫn thích bưởi ổi. Tại vì bưởi ổi ăn nó khô, nó ngọt đậm. Ngọt đậm là nó mới trái cái cây ngon. Cái cây lớn á, cái cây lớn. Cây anh ghép á. Anh ghép. Cái anh ghép da xanh bánh tre, da xanh tân chiều gì vô đó, cây đó. Không biết năm nay nó có trái nổi không hả bác ha? Mấy cái càng ghép hả? Ừ. Có nổi nhưng mà không có nên. Không để ha. Để một năm nữa. Tại vì để cho nó lớn, tại vì nó có trái được là nó đuối luôn cái. Dạ, cái đuối, cái nó không đó. Có nuôi cây. Để một chút. Dễ lột ha, chóc bóc ha, cái này.
sổ nghe màu nè, màu đẹp nó đẹp với hồi chứ gì nữa. Đó là chủ nhân không có chấm rồi đó. Chủ nhân không có chấm. Nó cũng là luận văn rồi tiếng vua cũng là nó luôn. Luận văn tiếng vua là nó, rồi nó còn một, nó còn hai cái tên khác. Tại vì nó là tên của địa danh. Oh. Nó là cái đỏ, nó là bưởi đỏ thôi. Thì bưởi đỏ người ta gọi chung ở ngoài Bắc, người ta gọi chung là bưởi tiếng vua. Yeah. Nhưng mà mỗi một cái địa danh á thì nó sẽ lấy cái loại tên của nó, tại cái trái nó cũng hơi khác chút xíu. Bị nước phải không? Thằng này nó hơi nhiều nước hơn nhưng mà không ấy đâu nè. Wow. Cái màu đẹp chưa? Cái màu đẹp quá đẹp ha. Uh-huh. Đẹp dễ sợ luôn. Yep. Nói chung có được mấy giống như chồng cũng yep. Bưởi này là bưởi cổ mà. Bưởi cổ. Bưởi này là bưởi bưởi. Đây coi được cái muỗng xét không? Đây. Đâu nè. So sánh với mấy cái này nè, thấy không? Màu là khác hẳn, dạ. Thấy không? Màu thấy khác không? Chưa. Dạ. Màu đẹp quá ha. Uh-huh. Dạ. Cái màu của thằng da xanh đó là hình thường nó đẹp rồi nè, thấy không? Dạ. So sánh với thằng này nó đỏ. Đỏ ghê. Mà nó ráo, nó ráo phải không? Nó ráo. Nó không có bị chìm nhẹp nha. Em gờ vô cái trái nó mềm nó chết rồi. Cái trái bưởi này chắc nó chìm nhẹp quá. Nó mềm là tại vì cái này đúng không? Tại vì cái phần này nè. Phần này nó mềm nè. Dạ. Ừ, thằng này nó mềm thiệt. Nhưng mà cái đây, anh nó ráo. Quá cho đẹp luôn. Đó, để này cho so sánh nè. Cách ra ráo chờ nó thôi. Thằng này á nó có một chút xíu vị chua. Nhưng mà nói chung là nó có một chút xíu để mà, nó có cái vị thôi chứ còn ăn là vẫn ngon. Nhưng mà nó hột hơi bị nhiều nó bác ha. Hả? Hột hơi bị nhiều. Ừ, hột hơi bị nhiều. Không, ăn nó thì anh nếu mà nói ngon thì anh không có cho nó thuộc lại ngon nhưng mà ăn là được khá ừ, ăn là khá tốt tại vì nó lạ, biết không? Nó lạ mà trái đẹp nữa. Cái này nếu mà bắt cho mấy điểm bắt. Thằng này á anh cho điểm á, chú sẽ để cái này ăn đi. Cái trái mà anh ăn rồi á thì anh nói chung là với anh thì anh chọc. Cũng phải được ăn nó thì màu á thì màu đối với anh thì 10 điểm đấy. Yeah. Nhưng mà ăn á thấy sợ thì anh khoảng cho nó khoảng cỡ 7 điểm. Còn những người mà ăn không thích ăn chua thì người ta có thể cho thấp hơn. Yeah. Anh thì nói chung ăn cái vị của nó anh thấy em thích ăn bưởi mà có chút xíu chua. Cái này nó có chút xíu vị chua. Yeah. Đúng rồi. Trời ơi, lột bưởi mà chảy nước miếng. Đấy, từ từ lấy muối ra. Rồi bây giờ là dĩa đã được trưng bày. Giống này chỉ có để vài muối cho mình phân biệt màu thôi. Bưởi này là bưởi bưởi ổi, đây là được vài muối bưởi da xanh. Nhưng mà da xanh này là tương đối lên màu khá chuẩn rồi. Còn phần còn lại, nửa dĩa còn lại bên kia là bưởi luận văn. Thì chút xíu nữa mấy anh em taste test thử coi nó ra làm sao. Cái trái này mình có ăn trước rồi thì nói chung là cũng xứng đáng trồng tại vì nó là bưởi bưởi cổ của Việt Nam mình chính tông. Nó là luận văn thì bưởi đỏ ở Việt Nam á thường được gọi là bưởi tín vua. Thì trong tín vua nó có 3 loại đỏ thì luận văn là loại mà người ta thường là nổi tiếng nhất là tại vì chắc nó là bưởi đỏ đầu tiên á. Rồi sau này sẽ người ta chuyển giống đi qua hai vùng khác là vùng một vùng là Đông Cao, một vùng khác nữa là Mê Linh. Thì thông thường á là mấy loại đỏ là chỉ vỏn vẹn ở Việt Nam chỉ có 3 loại đó thôi. Yeah. Mê Linh, Đông Cao với luận văn là ba cái mà nó khô ha, nó, bác. Nó ráo á. Nó ráo nè. Nhìn khô ráo, nó không có bị nước nhiều. Nhìn em sợ trái bưởi em gỡ nó chết cái kiểu này là nước nhiều lắm. Nhưng mà nhìn lên trái bưởi nè, không có bị ướt nha cả nhà. Rất là khô ráo luôn. Mà bưởi thơm lắm, trái bưởi thơm, rất là thơm luôn. Cái vỏ rất là thơm ha. Dạ, cái vỏ thơm lắm. Thôi ăn thử đi. Ăn thử nha. Em ăn đi. Giờ ăn nha, mời cả nhà ăn bưởi. Bưởi này là bưởi luận văn với mình nha. Chưa lấy muối ra, ăn cho thử chứ.
nó có chua. Nhưng mà cái mùi nó, cái chuốt của nó rất là nhiều luôn ha. Có muối vô ngon, cả có thêm cái vị mặn nữa. Có muối vô ngon quá. Ừ. Ha. Tại vì cái thằng này à, nhìn nó như vậy á, nhưng mà nó không có puffy. Nó không có, tại vì có nhiều loại á, em ăn á, cái bọc này nè. Nó bị dày cho nên mình ăn vô mình không có cảm thấy cái chút mình bị nó ăn giống nó như bị là sát phải không? Nó bị sát. Ừ, nó bị sát. Ừ, cái thằng này nó không có bị sát. Mềm luôn. Ừ, nó mềm, nó vô nước nó ngon. Nhìn nó như vậy nhưng mà nó không có bị sát. Không nha, chắc cái mấy còn cái bưởi đỏ đây là nó chậm nhẹp mà. Nó không có được giấu gì mà màu nó không được lên đỏ gì đâu. Cái này ai mà thích ăn có vị chua á. Trong này được. Trong này được. Không, nhưng mà anh á, anh thích cái, nó lạ cho nên đó hả? Bạn biết sao không? Nó thơm. Cái màu không cũng xứng đáng. Dạ, cái màu nó hồng quá mà nó thơm nữa, nó rất là thơm luôn. Cái này nó còn hồng á, chứ nó còn đỏ hỏn luôn. Dạ. Nó đỏ lên màu này luôn á. Nhưng mà ai không ăn chua được thì không nên chồng không? Dạ, còn người nào mà ăn chua được thì ăn bữa có nhiều người thích ăn một chút xíu hiện chua thì cái thằng này. Có nhiều người thằng thích ăn hơi chua. Nhiều người thích lắm. Như em nè, em thích ăn chút xíu chua chứ em không thích ăn ngọt lắm đâu. Mà thằng này nghĩ là vẫn chăm chưa tới á. Tại vì cây này còn cây này không có chăm. Bỏ lúng đại nào mà nó được gì cũng hay lắm rồi. Mà trái bưởi đẹp quá. Tại vì năm tới hả? Năm tới là sẽ làm nó hả? Lên màu đỏ luôn. Dạ. Tại mình có bao để bao á. Có cái bao với có cái khuôn ở để thử. Thử làm coi thành khuôn vàng đỏ được không? Em nó ok. Ngon, nhưng mà theo em 6-7 điểm. Thì 6-7 điểm thì em cho nó. Tại vì thực sự cái này người ta ở ngoài Bắc người ta trồng á là người ta trồng để trưng bàn thờ. Chứ không phải là để ăn. Tại vì ăn nó thì nhiều người thích ngọt thì người ta ăn bưởi diễn. Còn không là ăn bưởi hoàng, bưởi gì đó tùy cái vị của mỗi người á. Tại vì bưởi mua anh là khác, còn bưởi này là bưởi chưng. Nó không phải là thuộc loại bưởi ngon. Ngon ăn ngon nhưng mà là bưởi ăn được đúng không? Chứ nhiều các trái bưởi ở bên này, ngay cả mình mua bên này á, bưởi mình mua mình ăn nó còn có cái vị nhặn, vị đắng nữa đúng không? Cái này ăn được, ăn ok mà. Ừ. Trên 5 điểm là được rồi, nhưng mà nó thơm nè. Cái này thì 6-7 điểm được. Cái trái đẹp quá. Cái trái đẹp, em thích nhất là trái đẹp. Ví dụ ở nhà mình không có rất nhiều, mình ghép vô. Ghép vô để Tết mình có vài trái mình trưng mặt thờ. Thì cây anh em tụi mình nó mốt đó hả? Chứ mỗi một cây, một loại trái nhìn nó sẽ vui lắm. Nhìn nó đẹp ha, mình cũng không ăn gì đâu. Lực văn. Lúc này trước tụi mình làm là chỉ có thằng da xanh, xanh mình mua là chỉ có 10 thôi đúng không? Dạ. Đến tới 15 luôn nè. 15 luôn. Thôi em zoom vô được không? Để coi. Rồi tới 15 luôn, dễ sợ trời luôn á. Trời ơi. Thấy không? Thấy rõ ràng luôn á. Thường mấy cam chân mướt bưởi nên 13, 14 nhiều lắm rồi nè. 13 là ngon lắm rồi á. 13 là tương đối ngon nữa, mà này lên tới 15 thấy không? Nó có chua nhưng mà cái vị chua là vị chua ấy thôi, nhưng mà cái lực đường là vẫn có đúng không? Rồi mình so thêm cái thằng da xanh lại. Da xanh đợt vừa rồi mà mình mua ở bên Việt Nam đi, ở bên Bến Tre nhập qua đó. Dạ. Mà trái ấy là ngon đó mà cũng mới chỉ có lên tới 10 à, hơn 10 à. Phải 10 không? 10 không, nó 10. 10 11 nhưng mà chưa được tới 11 đâu. Tại vì thực sự Việt Nam chăm cũng phải cái này là da xanh ở đây, trái da xanh không? Xanh cái nhà nhiều bác lên 16 luôn, trời ơi, dữ vậy đó hả? Ừ, thế nè em cầm đi, 16 luôn ngầu vậy, một hơn 16 luôn chứ, dữ vậy trời ơi, trái này bứt nha. Hả, thử bữa đói nè, coi bữa đói nha. Chắc đại bứt cái này đúng không? Vậy hả? Thấy ngọt gì mà có 13 hả? Đó. Hơn 13 là. Ồ, vậy là. Ừ, nhưng mà hả? Bữa đó thấy vậy mực ngon lành vậy. Trời ơi, thấy vậy mà tới 15 luôn trời. Đã hả? Ngon lành luôn. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video của mình. Xem video nhớ tặng cho mình một like nha. Còn những ai chưa đăng ký kênh, xin hãy bấm nút bên dưới để đăng ký tiếp tục theo dõi những video tiếp theo của Mây Xanh nha cả nhà. Xin mến chúc cho tất cả mọi người luôn luôn được bình an và hạnh phúc. Bye bye.